Chào cả nhà, hôm nay chia sẻ với cả nhà một giống cây vừa ăn trái rất là ngon và đồng thời cây á, là có vị thuốc nha cả nhà. Từ trái, lá, tới rễ, tới thân của cái cây này đều có vị thuốc, đó chính là cây hồng quân. Thì đây là giống hồng quân không gai nha mọi người. Hồng quân thì có hai loại, một loại có gai rất là nhiều trên nách lá, còn loại này là không có gai. Thì trái nó sắp chín rồi mọi người nha. Nhưng mà mình trồng mình sẽ để cho nó chín mùi hơn, mình ăn cho nó ngọt. Rồi 2 ngày sau mình ra thăm lại cây hồng quân. Hôm nay cây hồng quân nhà mình lên tược đỏ rất là đẹp. Cây hồng quân này á, khi mỗi lần nó lên tược là nó lên tược màu đỏ, nhìn rất là đẹp nha mọi người. Rồi thăm lại những trái hồng quân hôm trước thì sau 2 ngày nay trái hồng quân nó có vẻ chín hơn nha. Ở mọi người thấy nó chuyển qua cái màu tím đậm ha. Rồi lúc này là mình bẻ vô ăn được rồi nè. Mình sẽ ăn trái hồng quân và cho cảm nghĩ với mọi người xem như trái hồng quân mình trồng chậu ăn như thế nào ha. Cái hồng quân này mình mới trồng nha mọi người. Mình mới trồng chứ không phải là trồng lâu rồi, nên cây này mình mới để trái để thử nghiệm thôi. Trái hồng quân này là mình không giò nha. Thường là hồng quân phải giò trước khi ăn để cho nó không bị chua và chát. Nhưng trái hồng quân này mình không giò, mình để y như vậy, mình cắn ra và bên trong hình như có 1 2 hạt đó cả nhà. Đó, mọi người nhìn trong không? Nó tươm mật lên ha, nhìn nó rất là mọng nước, rất là ngon. Thì có ai tìm hiểu về giống hồng quân cũng biết là hồng quân là một cây thuốc cực kỳ quý. Nghe cái tên thôi là mình thấy nó quý vậy ha. Tên hồng quân đó. Còn có nơi còn gọi là bồ quân. Rồi cái vị nó ngọt lắm nha mọi người. Rồi mình cắn mình ăn nửa trái nó ngọt liệm nha. Hồng quân á, thường mình mua ngoài chợ ăn có một xíu vị chát và chua, nên khi ăn mình phải vò. Nhưng đặc biệt cái hồng quân mình trồng chắc là mình để chín mùi á, hay sao á, mà nó ngọt không mà cả nhà, mình không giò luôn. Không hề giò nhưng mà ăn thì nó ngọt liệt nha. Rất là ngon. À, cây này rất là đáng trồng mọi người ơi, có một hạt duy nhất. Trái hồng quân to như vậy mà bên trong chỉ có một hạt. Mình tưởng đâu 2 3 hạt nhưng mà chỉ có một hạt ha, mấy cái kia nó lép. Sau khi thưởng thức trái hồng quân mình trồng trong chậu như vậy thì mình thấy cây hồng quân là một dòng cây mà rất đáng để sưu tầm trồng, vừa làm bonsai cây kiểng vừa có trái ngọt để gia đình mình thưởng thức ha.